Dạ, Trân trân kính chào quý ông bà cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay đây là ngày 18 tháng 5. Trân trân lại có mặt con đường quen thuộc bên bệnh viện Trung ương Huế để thay anh chị Thái Anh ở Mỹ mời bà con bệnh nhân bệnh viện Trung ương Huế là dùng cơm trưa. Bà con là đến rất là đông. Cơm khi nào cũng chưa đến, ba con là xuống đây đợi chơi sắp hàng từ sáng sớm tới bây giờ. Quá đông luôn. Chị phải nuôi bình mỗi ngày. Dạ, em 3 da 5 tính. Dạ. Dạ, em chạy dân 3 da 5 tính nha. Bà già thì mang người ta. Người Lào hả? Phải. Lưỡi hả? Cơm dưới tới nữa. Đang trên đường tới ha. Ba con đợi xỉ nữa thôi. Món cho đủ kiểu cho ba con hay. Cái mua còn lại chứ nữa. Dạ dạ, xe đang cướp. Xin cơm đang tới nữa. Ngày mua có lại chứ. Mai. Dạ. Mai xuống sớm sớm thôi hề khê. Mai có không chứ, mai có. Mai có. Bố đoàn cái rồi thấy tới tới một tuần cơm hôm nay là do hon nè chả trứng và luộc cô sao ba mỏ hôm nay là tôm thịt rim và luộc cũng cô sao chả trứng. Mỗi phần 25.000. Món này là thịt luộc giá thịt luộc với mắm tôm, chả trứng, đô xào, củ quả xào cùng 25.000 một phần. Cháu có người cánh chú bác. Thêm gọi cánh đâu dê nữa. Hôm nay là anh chị Thái Anh là mời ba con là 200 phần cơm. Hết phiếu rồi. 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 Bạn ra đây rồi đi vô đi. Đây. Đi vô hả? Vì sao có hai cái? Bác đừng có đỏ đi. À được hả? Đưa cho bác chút đi tỉnh sau. Sí, bác. Bác.
từ từ đừng có đưa phiếu trước. Chị ơi. Cái vừa được đây được đó. Vui chưa? Đẹp chưa? Đấy, có cơm ngon ấy, vui chưa? Cảm ơn. Lần đầu tiên luôn là bình nhận đi. Lần đầu tiên luôn à? Mấy bữa trưa nằm không ra khỏi phòng được. Mệt á, mê sao mệt á, đừng nằm trong phòng chữa bệnh thì không. À dạ. Luộc món chứ. Hết rồi, chị mời chị đứng ra ngoài giùm cho người ta nhận rồi đó. Dạ.
từ từ rồi thu cửa đừng lấy nó sạc rồi, rồi bắt đầu mày thu phiếu rồi. Lấy cánh đi, đừng từ từ phạt cho đều cỡ tới đóng là bụi lắm, đừng làm bụi nó còn mấy chục ngàn mà đừng có làm bụi họ tới cho mà vây nha chứ. Người 15 ngàn là chỉ đó thôi đủ mua giờ cơm, 7 ngàn quá đó mua cơm rồi. Đây kìa, chúc